chiếc vòng 96 tỷ. Cảm ơn quý khách. Chào ông chủ. Mình ơi! Kìa mình! Mình à! Tôi thấy không khỏe trong người. Chân tay đau nhức. Hay là mình đưa tôi đi bệnh viện khám xem thế nào? Chân tay đau nhức thì chắc lại do cái bệnh thần kinh tọa của bà chứ gì. Việc gì phải khám? Bà cứ đem cái đơn thuốc cũ ra tiệm mua thuốc về uống xem. Nhưng mà... mấy hôm nay tôi đau hơn mọi lần. Nhưng mấy hôm nay đông khách quá, tôi không thể đóng cửa tiệm vàng mà đi được. Hay là bà tự gọi taxi mà đi khám đi. Giờ đi lại cũng tiện, cần gì phải đi hai người cho nó lách cách vậy. Chào anh. Anh muốn mua gì? Tôi muốn mua vòng tay bằng ngọc. Có phải đeo vòng tay bằng ngọc, đeo đá thiên nhiên là tốt cho sức khỏe phải không? Đúng thế. Anh xem, đây là những vòng tay cẩm thạch, rất tốt cho vận khí, sức khỏe, có đủ mức giá cho anh chọn. Thế giá cả chúng thế nào, ông chủ? Đây là chiếc 4 triệu rưỡi nè, cũng rất đẹp mà giá cả phải chăng. Đẹp lắm. Ông có thể bớt cho tôi một chút được không? Tôi chỉ có 4 triệu. Không được, chúng tôi không bán mặt cả bao giờ. Đúng 4 triệu rưỡi. Vậy mai tôi sẽ quay lại mua nó. Ông chủ, tôi có đủ 4 triệu rưỡi rồi. Ông lấy cho tôi chiếc vòng hôm qua đi. Đây, đủ 4 triệu rưỡi của ông. Tiếc quá. Hôm qua còn lại một chiếc 4 triệu rưỡi thì lại bán mất rồi. Hay là anh lấy chiếc khác nha. Sao? Bán rồi ư? Chiếc này cũng đẹp lắm, giá 4 triệu 7. Chỉ đắt hơn cái kia một chút thôi. Chả giấu gì ông, tôi khó khăn lắm mới kiếm thêm được, thêm 500 ngàn cho đủ 4 triệu rưỡi. Giờ lại thiếu rồi. Ông chủ à, tôi đặt cọc lại số tiền này ở đây. Ông giữ lại chiếc vòng này lại cho tôi. Ngày mai có thêm 200 ngàn nữa, tôi sẽ quay lại lấy nó. Được rồi, tôi sẽ giữ nó lại cho anh. Ông chủ, sao anh bảo ngày mai mới quay lại cơ mà, giờ tôi lại đóng cửa rồi. May quá, hôm nay gặp được người thuê bốc vác từ trưa tới giờ. Tôi kiếm đủ tiền rồi, làm sao tôi đợi đến mai được. Đây, thêm 200 ngàn nữa, ông cho tôi lấy cái vòng luôn nhé. Cuối cùng tôi cũng mua được rồi. Tôi chưa gặp vị khách nào lạ như ông, khó khăn lắm mới kiếm được vài trăm ngàn, nhưng nhất quyết phải mua vòng ngọc về cho bằng được. Đấy là ông không biết, vợ tôi thích vòng ngọc lắm. Nhưng cả đời tôi chưa mua cho bà ấy được chiếc vòng nào. Dạo này bà ấy không được khỏe. Nghe người ta nói đeo vòng ngọc tốt cho sức khỏe. Cả đời bà ấy làm vợ tôi vất vả đã nhiều, một chiếc vòng ngọc này có đáng gì đâu, hả ông? Thôi chào ông, tôi về, chắc là vợ tôi vui lắm đây. Cả đời bà ấy làm vợ tôi vất vả đã nhiều, một chiếc vòng ngọc này có đáng gì đâu, hả ông? Mình à, tình hình ra sao rồi? Bệnh viện đông quá, cũng chỉ chụp chiếu qua loa, vẫn kết luận là đau thần kinh tọa. Này mình à, mai tôi lái xe đưa mình lên bệnh viện chuyên khoa, nghe nói ở đấy khám rất kỹ, mà toàn giáo sư đầu ngành rất giỏi. Thế còn tiệm vàng, ông để cho ai? Mình không phải lo, đối với tôi, bà còn quý bằng vạn lần vàng ngọc ấy chứ. Mình hôm nay lạ thật. Lạ gì chứ, thôi, để tôi đỡ mình vào nghỉ ngơi. Nhà hàng xóm. Ai,
trông rất là vô duyên. Lại định chè chén đây mà, rõ là chả ra sao. Vô, 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 vô. Chào bác sĩ, có chuyện gì vậy? Dạ thưa bác sĩ, mẹ tôi chuẩn bị được bác sĩ mổ thoát vị đĩa đệm. Chắc lại định nhờ vả gì đây? Hóa ra bệnh nhân tôi sắp phẫu thuật là bà cụ nhà ông. À vâng, rõ là may quá. Chẳng gì thì bác sĩ cũng là hàng xóm láng giềng. Có gì... Này, ông nói thế đâu có được. Sao lại đưa chuyện hàng xóm ra ở đây? Tôi làm việc có nguyên tắc bệnh nhân ai cũng như ai. Ông nói thế, nhớ người khác nghe được là tôi mang tiếng đấy. Ờ, tôi không có ý đó. Chỉ là muốn nhờ bác sĩ... Thôi thôi, tôi sẽ làm hết trách nhiệm và khả năng của mình. Ông cứ yên tâm, giờ tôi cần chuẩn bị cho ca mổ. Vâng, vậy tôi xin lỗi. Chào bác sĩ. Có chuyện gì thế nhỉ? Ai kia? Trông như... Phải mau đưa bác vào viện đã. Chuyện gì thế không biết? Bác Đức, bác Đức. Trời ơi, sao giờ bác mới về? Cậu Bảo, con trai của bác, hôm nay mà không có bác Nam thì nguy rồi. Sao? Thằng Bảo nhà tôi làm sao? Mà bác Nam nào hả bà? Bác Nam nhà đối diện nhà bác chứ còn bác Nam nào nữa. Con của bác bị bọn thanh niên xấu chặn đường, cướp xe máy. May mà có bác Nam xông vào cứu, nếu không thì... Thằng Bảo không sao, được đưa về nhà rồi. Nhưng bác Nam thì bị bọn chúng đánh bị thương khá nặng đấy. Thôi, bác về qua nhà một tí, rồi vào viện xem tình hình bác Nam ra sao nha. Ờ, vâng, vâng, tôi sẽ vào ngay. Vài hôm sau. Nhờ trời, bác được bình phục thế này, tôi mới bớt dằn vặt. Nếu không có bác thì cháu Bảo nhà tôi gặp nguy rồi. Ờ, tôi không biết phải cảm ơn bác thế nào mới phải. Cũng chỉ bị thương ngoài da thôi mà, ơn huệ gì bác. Ai thấy vậy mà chẳng lao vào. Huống hồ lại là con em hàng xóm. Bác công việc bận rộn, hiếm khi ở nhà, nên không biết tôi đấy thôi. Chứ tôi thì sao lại không biết bác với cậu Bảo. Vâng, tôi đáng trách quá. Tôi cư xử với hàng xóm láng giềng sơ sót và vô tâm quá. Bác bỏ qua cho tôi nha. À, mà cái hôm bà cụ vào viện, tôi có lỗi với bác quá. Thôi, chuyện đã rồi, bác nhắc lại làm gì? Cũng tại tôi suy nghĩ không thấu đáo. Bác sĩ làm thế cũng phải, công tư phải phân minh. Vậy mà bác không chấp, còn liều mình cứu cháu. Bác thật là người nhân hậu. Bác chớ nói vậy làm em xấu hổ. Chuyện vặt mà bác. Nhà tôi với nhà bác cách nhau chưa đến chục mét, mà mất mấy năm trời mới nói chuyện với nhau được. Tôi... Thôi, bỏ qua hết đi ạ. Hôm nào tôi khỏe lại, mời bác sang nhà tôi chơi, chúng ta phải nhậu một bữa ra trò. Cảm ơn bác, nhất định tôi sẽ sang. Chú chó kia. Con chó vàng kia đáng yêu quá. Ngoan nhé. Không biết con Kiki đâu rồi. Kia là ai? Sao lại ôm con Kia của mình thế nhỉ? Ai cho cậu ôm con Kia của tớ? Mau bỏ ra. Ờ, tớ... Mày có sao không Kia? Từ sau mày không được đi chơi với người lạ nữa nhé. Nhỡ mày bị bắt thì tao sẽ buồn lắm đấy. Bố mẹ mua cho con một con chó được không ạ? Thôi con à, bây giờ mua một con chó cũng không rẻ. Huống hồ nhà mình thế này làm gì có chỗ mà nuôi chó con. Ờ, nhưng... Vâng ạ.
sợ? Tao đến cứu mày đây. Ổn rồi, ổn rồi. Mày sẽ không sao đâu. Mình có nên nuôi con kỳ này không nhỉ? Mấy hôm nữa nhà mình sẽ đi chỗ khác, chắc không ai biết chuyện này đâu. Mày nằm tạm ở trong này nhé. Mấy hôm nữa tao sẽ xin bố mua cái lồng khác to hơn cho mày. Kỳ, Kỳ ơi, con Kỳ đi đâu rồi? Cả ngày hôm nay không thấy nó. Chỉ cần mình để con Kỳ trong này vài hôm, chắc cậu ấy sẽ không biết đâu. Liệu con Kỳ có rơi xuống sông không nhỉ? Khôi, về nhà đi con. Chắc con Kỳ bị lạc thôi. Biết đâu mai nó sẽ về thì sao? Hai hôm sau. Mày ở trong này cũng mấy hôm rồi, chắc khó chịu lắm. Ơ, con Kỳ, mày đây rồi, tao nhớ mày lắm. Mấy hôm nay mày đi đâu thế? Đây là con chó của cháu. Cháu nó lại ở trên thuyền của cô. Đây là con chó của cháu à? Chắc là thằng cu Duy nhà cô giữ nó rồi. Thằng Duy nhà cô rất quý chó. Nó xin tiền mua một con chó, nhưng mà cô chú không cho, vì gia đình của cô không có điều kiện. Tình cờ hôm trước con chó này rơi xuống sông, Duy thấy vậy mới cứu nó lên. Thằng bé bảo với cô chú là con chó này vô chủ, nên xin cô chú cho nuôi nó. Cậu ấy nói dối. Cậu ấy biết đây là con chó của cháu mà. Duy, lại đây con. Hãy giải thích chuyện này rõ ràng cho mẹ. Con sao con lại nói dối bố mẹ? Con xin lỗi mẹ. Chỉ tại con thích con Kỳ nên mới nói dối. Duy này, dù con có quý con Kỳ đến mấy thì con cũng không nên làm thế. Lấy một thứ của người khác mà không có sự cho phép của người đó là không tốt. Con mau xin lỗi bạn đi. Tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên giữ con Kỳ của cậu. Cậu giữ con Kỳ của tớ là không đúng. Nhưng vì cậu đã cứu con Kỳ của tớ, nên tớ sẽ bỏ qua cho cậu. Lần sau đừng có như vậy nữa nha. Nếu cậu thích con Kỳ như vậy, thì thỉnh thoảng hãy tới nhà tớ chơi. Tớ nghĩ chắc con Kỳ cũng quý cậu lắm đó. Ừ, cảm ơn cậu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.